Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dại hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri hé lộ cơ hội hiếm có chấn động thiên hạ về hậu vận tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ 63 đến 67 tuổi, tuyệt đối cấm ba điều này kẻo mất sạch của cải, lụi bại cả nhà, tránh được là tài lộc bùng phát, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Tuổi Dần cung cấn mạng kim, tướng người tật bệnh khó tìm chẳng an, tuổi nhỏ như thể chị mảnh, ốm đau bệnh tật đã đành khó nuôi, tánh tình ăn nói bai buôi, khôn ngoan, mềm mỏng hay vui hay cười, nam nhân cao số hơn người, số tu tích đức Phật trời độ cho, số cao có số hơn người, đôi dòng ba thứ vợ ngoài vợ trong, nhưng mà chết hụt phải phòng, tướng mạng lớn lắm mới hòng sống lâu, đệ huynh cũng chẳng thuận hòa, tuổi nhỏ tự lập tuổi già nhờ con. Quý vị tuổi Nhâm Dần thân mến, cổ nhân từng nói rằng, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy ta thấp kém hơn người khác một bậc, cũng như phú quý và hào hoa cũng không cho thấy ta hơn người khác một cấp. Khi con người sống ở đời, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại những khó khăn và thất bại trực chờ sẵn, điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thời vận là gì? Và liệu con người có thể thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được truyền qua nhiều đời người. Con người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của, nhưng có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ thất bại, người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời. Từ đó, để tận dụng thời điểm vàng, nắm bắt cơ hội xoay chuyển vận mệnh, các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dốc công nghiên cứu và nhắc mệnh cho tuổi Nhâm Dần 1962, từ năm 63 đến 67 tuổi. Trước đây tuổi Nhâm Dần 1962 vận trình không ít khổ nạn, khiến bệnh tật sát thân, tài sản tiêu tán, nhưng vì lúc sinh thời đã phải chịu nhẫn nhịn, chịu đựng vô số bi cực uất ức, người đời chèn ép, kẻ gian hãm hại, nên từ năm 63 đến 67 tuổi, cần cấm ba điều này là mọi khổ nạn trong đời lập tức giao hoán thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, trường thọ hưởng phúc, ba đời thịnh vượng. Vậy, ba điều cần tránh xa là gì? Vận trình của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ được an bài như thế nào từ 63 đến 67 tuổi? Mời quý vị cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, những người có năm sinh tính theo dương lịch từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 24 tháng 1 năm 1963 sẽ được tính sinh vào năm âm lịch 1962, năm Nhâm Dần, là con giáp thứ 3 trong 12 con giáp. Hổ được biết đến là chúa tể muôn loài, đại diện cho sự quyền uy, sự dũng cảm và lòng gan dạ. Người sinh năm 1962 được xác định với mệnh chính là Kim Bạch Kim, một dự báo tích cực về cuộc sống thịnh vượng và giàu có. Mệnh Kim Bạch Kim này mang đến cho họ không chỉ là sự đổ về, giàu có, mà còn là sự ổn định và bền vững trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tính cách của những người này thường phản ánh sự sang trọng và quyền lực, màu trắng đặc trưng cho Kim Bạch Kim, không chỉ là biểu tượng của sự trong trắng và thuần khiết, mà còn là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Người mang mệnh này thường được đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, có tầm ảnh hưởng và khả năng làm chủ các dự án lớn. Với Kim Bạch Kim, cuộc sống thường xuyên trở nên dễ dàng hơn trong việc đạt được mục tiêu về tài chính, sự nghiệp của họ thường được thăng tiến mạnh mẽ và họ có khả năng thu hút cơ hội kinh doanh tích cực. Mặc dù được dự đoán có cuộc sống thịnh vượng, nhưng cũng cần nhớ rằng yếu tố khác như nỗ lực, kiên trì và khả năng quản lý rủi ro cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự thành công và ổn định trong cuộc sống của họ. Lựa chọn màu sắc trang phục, màu sơn nhà, trang trí nội thất nhà cửa hay mua vòng tay phong thủy theo các gam màu hợp mệnh sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Người tuổi Nhâm Dần 1962 rất hợp với màu trắng, xám, bạc,
những màu bản mệnh thuộc kim hoặc các màu tương sinh như màu vàng, nâu đất màu của hành thổ sẽ kích thích sự phát tài, phát lộc, thổ sinh kim. Màu kiêng kỵ. Màu kiêng kỵ gồm có các màu như sau: xám, trắng. Đây là màu kỵ cần chú ý hơn trong cách ăn mặc hay sử dụng đồ vật có màu này. Những số hợp với nam sinh năm 1962 là 25, 89 là 4 số sẽ đem đến kết quả tốt trong công việc, tình duyên và nhiều thứ khác. Bên cạnh đó, các con số hợp với nữ là 1, 3 và 4. Những con số này sẽ gắn liền với quý bạn trong suốt thời gian rất dài, nên hãy lựa chọn các con số này trong làm việc. Trong công việc, tuổi hợp với tuổi Nhâm Dần là những người tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất. Những tuổi này đem đến sự may mắn và tài lộc trong công việc của quý bạn thuộc nam mạng. Trong chuyện tình cảm, tuổi hợp là Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân và Canh Tuất. Nếu chọn tuổi để cưới thì quý bạn nên chú ý các tuổi này vì sống chung hòa hợp mà giúp việc làm ăn ngày càng phát đạt hơn. Nam giới tuổi Nhâm Dần vào thời kỳ trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống có nhiều hạnh phúc và sung túc đầy đủ. Vào thời kỳ tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục trong cuộc đời. Về phần công danh của nam giới tuổi Nhâm Dần không có được nhiều may mắn lắm, đường công danh lên bồng xuống trầm. Phần gia đạo thì có được nhiều sự sung túc và gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Về phần tiền bạc vào thời kỳ hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp, sự nghiệp sẽ hoàn thành vào năm tuổi 34 trở đi. Nam tuổi Nhâm Dần có thiên can mang chữ Nhâm có các sao Thiên Lương, Hóa Lộc là hai sao thích hợp cho vai trò người lớn, kể cả thuận lợi trong môi trường giáo dục, y tế. Quý ông còn có Tử Vi, Tả Phụ là hai sao thiên về trí tuệ, càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Với tuổi mạng tương khắc, cuộc sống dễ bị thăng trầm, ngoại trừ nam mạng biết thích nghi với hiện tại và đừng khởi nhiều tham vọng. Nam mạng có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động từ sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dấp thanh tú, với lối nói vui vẻ được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tánh, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, nhờ con cháu mà an nhàn. Những nữ mạng tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời, thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa, tình duyên gặp nhiều gian truân, trắc trở vào tiền vận và trung vận, sang hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Vào tiền vận, những người nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nam mạng tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn, lo âu. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Vận mệnh người tuổi Dần sinh vào tháng Giêng âm lịch. Trong bầu không khí tươi mới của tiết Tân Xuân, tháng Giêng âm lịch đem lại cho người tuổi Dần sự may mắn và thành công đáng kinh ngạc. Với tính cách chính trực và tâm hồn lương thiện, họ tỏ ra kiên định và vững vàng trong mọi quyết định và hành động. Gia đạo của họ được phúc hậu và yên bình, mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình. Bản mệnh của người tuổi Dần sinh vào tháng Giêng được ban tặng với sự thông minh và tài năng vượt trội, không phụ thuộc vào sự quản lý hay giám sát của người khác. Họ tỏ ra độc lập và tự tin trong mọi tình huống. Sự hiếu thảo và lòng biết ơn sâu sắc của họ tạo nên một môi trường gia đình đầy đoàn kết và hạnh phúc, đồng thời giúp họ thu hút sự ủng hộ và sự quý mến từ mọi người xung quanh. 2. Vận mệnh người tuổi Dần sinh vào tháng 2 âm lịch. Trái ngược với sự tươi mới của Tết Nguyên đán, tháng 2 âm lịch lại là thời điểm của sức mạnh và sự đấu tranh. Người tuổi Dần sinh vào thời điểm này sở hữu một trí tuệ sắc bén và sự khôn ngoan tự nhiên, giúp họ đạt được mọi mục tiêu mà họ đề ra. Khả năng lãnh đạo và quản lý của họ được thể hiện qua việc có thể thống trị và điều hành một lực lượng lớn, đem lại thành công và uy tín cho bản thân. Vận mệnh của người tuổi Dần sinh vào tháng 2 âm lịch mang đến cho họ cơ hội phát triển vô song và đạt được những thành tựu lớn lao. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa đức tính và tài năng, họ trở thành người mẫu mực mà mọi người ngưỡng mộ và theo đuổi. Sự kiên nhẫn và quyết tâm của họ không chỉ giúp họ vượt qua mọi thách thức, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho những người xung quanh.
3. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 3 âm lịch. Vận mệnh của những người tuổi Dần sinh vào tháng 3 âm lịch mang trong mình sự đặc biệt và ấn tượng. Thời điểm này khắc họa bằng tiết thanh minh, nơi mà trời đất hòa quyện trong cơn mưa bất chợt. Với sự ưu đãi từ vận may và sự lộc đất trời, họ được ban cho một tài năng vượt trội và khí thế cao vút, tạo dựng nên những công lao lớn và mở ra những cánh cửa hanh thông, thu hút sự ngưỡng mộ từ hàng trăm người. Tuy nhiên, trước tuổi trung niên, con đường phía trước có thể gặp khó khăn và thử thách, nhưng khi bước qua tuổi này, họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ như cơn bão, leo lên đỉnh cao của thành công một cách nhanh chóng và đầy ấn tượng. Với sự thông minh và sự kiên định bền bỉ, họ đạt được những thành tựu vượt ngoài sự mong đợi và định vị cho mình một vị thế cao trong xã hội. 4. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi Dần sinh vào tháng 4 âm lịch được ban cho một vận mệnh đầy ấn tượng và hạnh phúc. Thời gian này gắn liền với tiết lập hạ, khi mà cái nóng của mùa hè bắt đầu, nhưng cây cỏ lại khoe sắc xanh tươi mát. Với sự ưu đãi từ vận may, họ được hưởng lợi từ phú quý và không gặp phải những lo lắng, phiền muộn suốt cuộc đời, hình thành nên một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Người tuổi Dần sinh vào tháng 4 âm lịch thường được biết đến với vận mệnh tốt lành, gia đình yên bình và hạnh phúc, nơi mà tình yêu giữa vợ chồng được thể hiện qua sự hỗ trợ và quan tâm lẫn nhau. Trong sự nghiệp, họ gặp nhiều thuận lợi và được sự ủng hộ từ những người quý trọng, giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp một cách dễ dàng. Cuộc sống của họ trôi qua tự do và tự tại, với mọi thứ đều hanh thông và không gặp phải những phiền lo không đáng có. 5. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của những người tuổi Dần sinh vào tháng 5 âm lịch mang đậm dấu ấn của tiết mang trùng. Vào thời điểm này, họ tỏ ra có sự phong độ và uy nghiêm đặc biệt. Với sự kết hợp hài hòa giữa văn võ, họ luôn tỏ ra can đảm và thông minh hơn so với người khác. Khả năng lãnh đạo và giao tiếp của họ giúp họ lên kế hoạch một cách rõ ràng và thực hiện mục tiêu của mình một cách thành công. Sự độc lập và sáng tạo của họ là điểm nhấn trong mỗi bước đi, tạo ra những thành tựu vang dội và đầy ấn tượng, thu hút sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Mặc dù không được hưởng phúc lộc từ tổ tiên, nhưng họ tỏ ra rất tự lập và độc lập trong mọi lĩnh vực. Sự quyết đoán và lòng can đảm của họ cùng với sự giúp đỡ từ những người đáng quý, giúp họ vượt qua mọi thử thách và gặt hái thành công. Tuy nhiên, tính cách thẳng thắn và nghiêm túc của họ cũng có thể dẫn đến những mâu thuẫn với người khác. Do đó, việc kiểm soát cảm xúc là điều cần thiết để tránh xa khỏi xung đột không đáng có. 6. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 6 âm lịch. Vận mệnh của những người tuổi Dần sinh vào tháng 6 âm lịch gắn liền với tiết Tiểu Thừa, thời điểm khô hanh và khó khăn. Tuy nhiên, chính từ những thử thách này, họ hình thành ý chí mạnh mẽ và lòng quyết tâm kiên định. Mặc dù tài lực có phần hạn chế, nhưng sự kiên trì và quyết tâm của họ giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Những người tuổi Dần sinh vào tháng 6 thường phải đối mặt với nhiều trở ngại và thách thức trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, họ luôn hiếu kỳ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, tạo nên một môi trường hòa bình và hỗ trợ xã hội. Mặc dù có thể gặp thất bại và thất vọng, nhưng sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. 7. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 7 âm lịch. Tiết lập thu mở ra mùa thu rực rỡ, cũng là thời điểm khẳng định bản lĩnh phi thường của những người tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Họ mang trong mình khí chất mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và chinh phục mọi mục tiêu đề ra. Dù có gặp phải khó khăn hay nghịch cảnh, họ vẫn giữ vững ý chí không thể khuất phục, quyết tâm vượt qua và gặt hái thành công. Tinh thần trách nhiệm cao cùng khả năng tư duy nhạy bén giúp họ trở thành trụ cột vững vàng cho gia đình và là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tuy tổ nghiệp phúc mỏng, tiền vận gặp nhiều trắc trở nhưng họ không hề nản lòng. Họ biết cách biến khó khăn thành cơ hội, rèn luyện bản thân và phát huy tài năng sẵn có để tự tay tạo dựng cơ nghiệp cho riêng mình. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và ý chí kiên cường, họ dần dần gặt hái được những thành công vang dội khiến bao người nể phục và ngưỡng mộ. 8. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 8 âm lịch. Vào tiết Bạch Lộ, khi đất trời rực rỡ sắc vàng, những người tuổi Dần sinh vào tháng 8 âm lịch cũng tỏa sáng rực rỡ với tài năng xuất chúng và khí chất phi phàm. Họ được ví như chúa tể rừng xanh, sở hữu trí tuệ thông minh, mưu trí hơn người, tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nhìn thấu tương lai. Nhờ tài năng thiên bẩm cùng khả năng lãnh đạo bẩm sinh, họ dễ dàng gặt hái thành công trong mọi lĩnh vực. Họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài ba, những doanh nhân thành đạt hoặc những nhà khoa học lỗi lạc, vang danh bốn bể. Tuy nhiên, do phúc lộc tổ tông bạc nhược,
họ phải tự lực tự cường dựa vào bản thân để gặt hái thành công. May mắn thay, họ luôn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Nhờ vậy, vận trình của họ dần dần trở nên hanh thông, hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. 9. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, tiết hàn lộ mang đến cho những người tuổi Dần sinh vào thời điểm này một vận mệnh đặc biệt. Mặc dù được trời ban phúc lộc kinh luân và có khả năng học hỏi cao và hiểu biết sâu rộng, nhưng họ thường gặp khó khăn trong việc thực hiện ước mơ và mưu sự. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự bình yên và an phận, thường tỏ ra thấu hiểu về cái chết và mong muốn tinh thần tự do bằng cách tu thân và loại bỏ tạp niệm. Xét về trí tuệ, những người tuổi Dần sinh vào tháng 9 âm lịch thường có khả năng thông minh và linh hoạt. Tuy nhiên, họ thường thiếu tính thực tế và khả năng áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Sự phụ thuộc và thiếu sự độc lập khiến cho họ dễ dàng bị chi phối và mong chờ sự hỗ trợ từ người khác. Điều này càng trở nên khó khăn khi họ có xu hướng tự cao, tự đại, gây ra nhiều trở ngại và không được đánh giá cao, đồng thời cũng khiến cho họ cảm thấy thất vọng về cuộc sống. Tuy nhiên, nếu họ có thể điều chỉnh tính cách của mình, trở nên độc lập hơn và sẵn lòng chịu khó và cực nhọc, thì vận mệnh của họ có thể sáng sủa hơn và họ có thể đạt được những thành công lớn trong cuộc đời. 10. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, tiết lập đông, là thời điểm khắc nghiệt nhất đối với những người tuổi Dần sinh vào thời gian này. Mặc dù có tài năng và trí tuệ, nhưng họ thường gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Sự sinh chẳng gặp thời và khả năng tự lập yếu kém, buộc họ phải lựa chọn con đường của sự mưu sinh và dựa dẫm vào người khác để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Những người tuổi Dần sinh vào tháng 10 thường phải rời xa gia đình và người thân và trải qua nhiều khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Tuy nhiên, tính cách hiền lành và trọng nghĩa của họ, cùng với khả năng hợp tác và tin cậy, có thể giúp họ vượt qua mọi khó khăn và khởi đầu mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có được một đối tác hợp tác đáng tin cậy, họ có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn và không đạt được thành công lớn trong cuộc đời. 11. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tháng 11 âm lịch, những người tuổi Dần thường mang số mệnh nhiều chuyên chuyên, gập ghềnh. Cuộc sống của họ có thể gặp phải nhiều thử thách, khó khăn, thậm chí tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn hay lao tù. Mưu sự trong giai đoạn này thường khó thành, dễ vướng phải thất bại, khiến tâm trạng phiền muộn, ưu sầu. Do vậy, cẩn trọng trong mọi việc là điều vô cùng quan trọng. Tuy cuộc sống bấp bênh, nhưng người tuổi Dần sinh tháng 11 vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp ổn định nếu nỗ lực hết mình. Họ không đạt được thành công vang dội, nhưng vẫn đủ khả năng đảm bảo cuộc sống đầy đủ. Điểm đáng lưu ý là vận mệnh của những người này tiềm ẩn nguy cơ lao tù. Do vậy, họ cần hết sức thận trọng trong lời nói và hành động, tránh xa những điều trái pháp luật để bảo vệ bản thân. Về tính cách, người tuổi Dần sinh tháng 11 thường thích một mình, có phần cổ quái, ít giao tiếp, dẫn đến các mối quan hệ xã hội không tốt đẹp. Điều này ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp của họ, khiến họ khó gặt hái được thành công. Gia đạo của những người này cũng thường gặp nhiều phức tạp. Tuy nhiên, nếu may mắn sinh vào giờ đẹp, họ có thể cải thiện vận mệnh, giảm bớt tai ương và có cuộc sống tốt đẹp hơn. 12. Vận mệnh người tuổi Dần sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Người tuổi Dần sinh vào tháng 12 âm lịch mang vận mệnh hung nhiều cắt ít. Cuộc sống của họ thường gặp khó khăn về tài chính, cơm áo gạo tiền thiếu thốn, tâm trí luôn lo âu, phiền muộn. Ngay từ khi sinh ra, họ đã phải đối mặt với nhiều kẻ tiểu nhân hãm hại, đố kỵ. Do vậy, họ cần luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận kẻo bị hãm hại sau lưng. Lời khuyên cho những người tuổi Dần sinh tháng 12 là nên an phận thủ thường, sống giản dị, cẩn trọng trong mọi việc để bảo vệ bản thân, tránh xa những thị phi, tranh cãi, mạo hiểm không cần thiết để tránh gặp họa. Cuộc đời của họ thường chìm trong bóng tối, mờ nhạt, ít được biết đến và khó có được thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nếu biết vun đắp các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, bạn bè, họ có thể nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, tạo cơ hội để phát huy tài năng và đạt được ước nguyện trong sự nghiệp. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Đức Phật với con voi dữ, câu chuyện như sau. Thời kỳ Phật hành đạo tại thành Vương Xá, kinh đô của vua A Xà Thế, vua A Xà Thế rất tham lam hung bạo, đã sát vua cha để giành ngôi báu. A Xà Thế lại hay thù ghét và mạnh tâm làm hại những kẻ trung lương, nên thường lập vây cánh bè đảng làm hậu thuẫn. Trong số bè cánh nhà vua, lại có Đề Bà Đạt Đa, em họ Đức Phật, vị này cũng sẵn lòng ganh tị với kẻ khác,
thấy Đức Phật được nhiều người cung kính, Đề Bà Đạt Đa cũng giả cách tu hành như Phật, nhưng không hề được ai cung kính, nên tức giận muốn tìm cách hại Phật. Nhưng những điều không may có bao giờ đến với những người có lòng từ bi cao cả. Đấng giác ngộ đã tu hành trong nhiều kiếp, nhưng chứng nào tật ấy, ông liền liên kết với vua A Xà Thế, cầu xin nhà vua cộng tác trong việc sát hại Phật. Nhờ sự bằng lòng của nhà vua, nên Đề Bà Đạt Đa đến tại sở nuôi voi năn nỉ với bọn này. Ta đây là bạn thân của nhà vua, các ngươi giúp ta việc này, ta sẽ xin nhà vua cho lương cao, chức lớn. Sáng mai, thầy Gotama, Đức Phật sẽ đi trì bình khất thực qua đây, các ngươi cứ việc thả con voi hung dữ Nagasari ra để làm thịt thầy. Sáng hôm sau, Đức Phật cùng một số đệ tử đi vào thành Vương Xá để trì bình khất thực, trông thấy bóng ngài, bọn nải thả voi Nagalari ra, dân chúng nội thành phải tán loạn, giày xéo nhau mà chạy, lo sợ cho tánh mạng của mình. Kẻ leo lên cây, người núp ở tường cao nhà kín. Sau khi đã tìm được chỗ ẩn núp chắc chắn, những con mắt hiếu kỳ hay lo sợ cũng cố tìm mắt để nhìn cho được sự việc sắp xảy đến. Voi thấy bóng người đằng trước, nó cong đuôi, thẳng vòi chống tai xông tới như vũ bão. Các vị đệ tử thấy cơ nguy mới bạch với Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con voi Nagasari nó có tính hung dữ và thù ghét loài người đã đến nơi kìa. Đức Phật vẫn thản nhiên dạy rằng, này các tỳ kheo, các người không nên sợ hãi. Không bao giờ một vị chánh giác phải chết vì một tai nạn ghê gớm như thế. Những đấng Như Lai chỉ tịch diệt khi thì giờ đã đến bằng cái chết tự nhiên và vẫn sống mãi trong tâm linh mọi người. Trong khi ấy, có tiếng bàn tán nhỏ to của mọi người đang ẩn núp. Những kẻ thiếu đức tin, u mê cho rằng đó là một sự hy sinh vô lý, nên thốt ra những câu đầy mỉa mai. Chà, uổng quá, vị sa môn kia trẻ đẹp như thế mà lại hy sinh cho con voi hung dữ giết hại thì thiệt là một việc dại khờ. Nhưng nhóm người có đủ đức tin hơn và hiểu biết chân lý đôi chút thì cho rằng đó là một cuộc thử thách, sự tranh đấu giữa loài vật với vị từ phụ của loài người. Voi hung hăng đã phóng tới trước mặt Đức Phật, mọi người phập phồng lo sợ, nhưng ngài vẫn đi hiển nhiên đem tất cả lòng từ bi vô lượng để đối lại với sự hung dữ của con voi. Voi như bị một sức thôi miên huyền bí, từ từ hạ vòi và quỳ ngay trước mặt ngài. Đức Phật dịu dàng thoa vào đầu quy y cho voi và nói, này voi ơi! Ngươi nên ăn ở hiền lành để đạt đến an vui, chớ nên hung hăng như trước đây nữa. Voi như hiểu được lời ngài, từ từ lấy vòi hút tất cả các bụi đã bám vào chân ngài và giải lên khắp đầu nó, như để chứng tỏ nó đã biết ăn năn và xin phục thiện. Đoạn cúi đầu đảnh lễ ngài rồi trở về chuồng cũ. Từ đó về sau, voi Nagasari trở nên hiền lành, dễ thương, và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Đề Bà Đạt Đa biết hối hận, vua Tần Bà Ta La biết trở về với chánh pháp. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.